tin giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Chung Hae-seong đã có buổi làm việc đầu tiên tại đài bán doanh Hàm Rồng, nơi đóng quân của tất cả các cầu thủ đội 1 lẫn tuyến trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi ăn sáng tại căng tin và thưởng thức đặc sản cà phê, chiến lược gia người Hàn Quốc kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất nơi đây. Ấn tượng với tổ hợp phòng truyền thống, phòng chiếu phim phân tích trận đấu, phòng gym. Tuy nhiên, ông Chung Hae-seong đề nghị cần trang bị thêm máy móc cho phòng gym để cải thiện thể lực cho các cầu thủ. Đây là tín hiệu cho thấy mục tiêu đầu tiên của giám đốc kỹ thuật Chung: thể lực bền bỉ, tranh chấp quyết liệt, leo cầu hàng đầu đối với một tập thể mạnh. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ông Chung Hae-seong đến từ nền bóng đá thiên về sức mạnh như Hàn Quốc.